Xin kính chào Hội Thánh, chúng ta cùng chuẩn bị để chúng ta học lời Chúa chung với nhau trong buổi sáng hôm nay Chúng ta sẽ học lời Chúa trong sách Thi Thiên 23 Cho nên nếu quý vị có kinh thánh, quý vị có thể lật ra và cùng học với chúng tôi à, Cảm ơn Chúa sau nhiều uh, tuần uh, không có mặt có Hội Thánh Thì hôm nay chúng tôi được có dịp đến đây để chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh à, Tựa đề của bài giảng hôm nay là Giải pháp cho sự lo lắng trong đời sống của chúng ta Hay là giải pháp cho sự lo lắng uh, đến từ Thi Thiên 23 Um, một người bác sĩ um, uh, tâm lý học cũng như là một người cố vấn về cơ đốc tác giả Ed Welch ông viết một cuốn sách với tựa đề là giải pháp cho lo lắng và sợ hãi và sự bình an trong Chúa ông nói rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có ít nhất là một nỗi niềm sợ hãi và lo lắng ở trong lòng bất cứ lúc nào trong đời sống của chúng ta có thể là chúng ta có những lo lắng về tiền bạc lo lắng về uh, gia đình con cái vợ chồng cha mẹ có thể chúng ta sợ hãi à, sợ chết sợ đau đớn sợ bị trừng phạt và à, nhất là trong hoàn cảnh ngày hôm nay nhưng à, ông ed Welch nhắc nhở chúng ta rằng kinh thánh đầy dễ những lời an ủi và khích lệ trong những hoàn cảnh như ngày hôm nay quý vị và tôi chắc có lẽ đã nghe rất là nhiều về tình trạng của siêu vi khuẩn coronavirus và tại nước mỹ này vì thế có lẽ chúng ta cũng lo lắng à, hay là lo sợ nữa và cái câu hỏi buổi sáng hôm nay là lời của Chúa có gì nhắc nhở cho chúng ta hay không. À, cảm ơn Chúa vì lời của Chúa trong Thi thiên 23 này và nhiều đoạn khác nữa nhắc nhở cho chúng ta về những lời nói an ủi và khích lệ của Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay. Có nhiều người nói rằng trong kinh thánh của chúng ta cầm trong tay thì cái câu kinh thánh nổi tiếng nhất là Giăng đoạn 3 câu 16 và cái câu kế tiếp hay là cái đoạn kế tiếp mà nhiều người thích nhất có lẽ là thi thiên 23 là cái đoạn kinh thánh này. Chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ Thi thiên 23 này? Tôi muốn xin phép được đọc lời Chúa với quý vị trong bản dịch mới trước rồi sau đó chúng ta sẽ cùng học hỏi một vài điều. Thi à, thiên 23 được viết bởi vua David và câu số 1 nói như thế này: "Chúa là đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bờ suối bình tịnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài." Dù khi tôi đi qua thung lũng của bóng chết Tôi sẽ không sợ tai họa gì Vì Ngài ở cùng tôi Cây trượng và cây gậy của Ngài uh, An ủi tôi Ngài bày tiệc đãi tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi Ngài xích dầu trên đầu tôi Và chén của tôi đầy tràn Câu số 6 kết luận nói rằng Thật vậy, trọn đời tôi Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi Tôi sẽ ở trong nhà Chúa Đến muôn đời, đó là lời của Chúa Trong uh, Đoạn kinh thánh này chúng ta sẽ học ít nhất là ba điều về Đức Chúa Trời của chúng ta Trước hết Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chăn giữ của chúng ta Từ câu 1 cho tới câu 3 Lời của Chúa nói như thầy này Chúa là đấng chăn giữ à, Tôi, tôi sẽ không thiếu thốn gì Và Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến bờ suối bình tĩnh Và Ngài phục hồi linh hồn của tôi Cái hình ảnh mà trong kinh thánh dùng để nói về Mối quan hệ giữa con người à, chúng ta Và Đức Chúa Trời là hình ảnh của người chăn chiên và các con chiên có bao giờ quý vị suy nghĩ tại sao mà kinh thánh dùng cái hình ảnh đó để nói về mối mối quan hệ giữa chúng ta với đức chúa trời không chúng ta suy gẫm và chúng ta thấy rằng vua david là trước khi được lên làm vua đã là một người chăn chiên và những người nổi tiếng trong kinh thánh mà chúa đã dùng trong những công việc lớn lao họ cũng phải trải qua một thời gian làm người chăn chiên như là moses, abraham, nhiều vị tiên tri khác và đặc biệt là vua david ở đây lúc còn trẻ làm công việc là đi chăn chiên ở ngoài đồng rất là lâu. À, khi mà chúng ta nói tới mối quan hệ của đức chúa trời với chúng ta là người chăn chiên thì chúng ta có thể tự đặt câu hỏi là người chăn chiên thì công việc của họ là làm gì? Vua David đã viết, đã viết à, trong những câu này vì chính ông có kinh nghiệm đó. Trước hết à, người chăn chiên phải bảo vệ đàn chiên của mình. Thứ hai là người chăn chiên phải tìm thức ăn cho đàn chiên, tìm nước uống cho đàn chiên. Thứ ba là nếu mà chiên bị lạc thì người chăn chiên phải đi tìm. Và nếu mà Chiên bị à, thương hay là bị à, lạc mất Thì phải đem về, phục hồi và chữa lành lại Và Vua David là trong cái kinh nghiệm đời sống cá nhân của ông Đây không phải là một câu nói à, khách sáo hay là lý thuyết Mà đến từ mà kinh nghiệm và lịch sử trong cuộc đời của Vua David Khi ông nói rằng Đức Chúa Trời là đấng chân giữ ông Câu số 1 nói gần như là đầy đủ ý nghĩa của cả đoạn kinh thánh này nó rằng Đức chúa trời hay là chúa là đấng chăn giữ tôi và tôi sẽ không thiếu thốn gì cả câu này nói đức chúa trời ngài chăm sóc chúng ta như là người chăn chiên chăm sóc đàn chiên của của họ đức chúa trời đem chúng ta đến à, bờ cỏ xanh tươi để có thức ăn và có sự nghỉ ngơi đức chúa trời đưa chúng ta đến bờ nước để chúng ta uống và chúng ta à, thấy cái bờ suối rất là bình tĩnh và đức chúa trời phục hồi lại hay là bổ lại linh hồn của chúng ta không phải là về thể xác không nhưng mà về linh hồn của chúng ta nữa câu hỏi để quý vị và tôi suy gẫm trong phần này khi chúng chúng ta thấy vua david nói đức chúa trời là đấng chăn giữ ông đức chúa trời có phải là đấng chăn giữ quý vị hay không ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nói đức chúa trời là đấng chăn giữ chúng ta nhưng thực tế thì đôi khi chúng ta không có hành động giống như vậy Đức Chúa Trời có đang tể trị dòng lịch sử dù khi chúng ta đang ở trong hoàn cảnh của cơn đại dịch này hay không? Câu trả lời là chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời. Câu trả lời là chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời đang nắm giữ à, tình hình và Ngài à, đang chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa là trong Tân Ước, Chúa Giêsu à, khi Ngài giảng dạy cho các môn đồ, Ngài cũng nói về cái người chăn chiên và trong đoạn đoạn 10 câu 11, Chúa Giêsu nói là ta là người chăn hiền lành và người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình đấy là lời của Chúa Giêsu cho nên cái hình ảnh về uh, sự chăm sóc của người chăn chiên là, là Đức Chúa trời và Chúa Giêsu là cái hình ảnh mà chúng ta ngày hôm nay có thể nắm chặt và có lời hứa đó để chúng ta tin cậy Chúa và tìm được sự bình an tìm được uh, uh, sự ổn định trong trong lúc khó khăn này cái điều thứ hai mà chúng ta học hỏi được là Đức Chúa Trời là người hướng dẫn cho chúng ta Đó đến từ câu số 3 phần B đó Và câu 4 nói rằng Ngài sau khi mà nói là Ngài phục hồi lại linh hồn tôi Thì Ngài dẫn Cái chữ chìa khóa mà chúng ta học đây là cái chữ hướng dẫn Ngài dẫn tôi vào đường lối công bình Vì cớ danh Ngài Và câu số 4 tác giả nói rằng Dù khi tôi đi qua trũng bóng chết Tôi sẽ không sợ tai họa gì Vì Ngài ở cùng tôi cái trượng và cái gậy của ngài an anủi tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta đọc trong đoạn kinh thánh này chúng ta biết Đức Chúa Trời ngoài ngài là đấng chăn giữ chúng ta thì ngài cũng là đấng hướng dẫn chúng ta nữa. Ngài hướng dẫn chúng ta như lời trong câu số 4 đó rằng ngài hướng dẫn chúng ta đi qua trũng bóng chết chứ không phải là đi trong trũng bóng chết. Đi qua có nghĩa là chúng ta sẽ vượt qua cái đó và chúng ta sẽ đến được uh, bến bờ của sự bình an uh, trong những ngày sắp đến. Uh, trong cái uh, ở cái địa lý của vùng Trung Đông, vùng Palestine thì chắc có nhiều vị mà đã đi thăm biến rồi nói cho chúng ta biết có rất là nhiều thung lũng trong đó có những cái thung lũng mà nó nó khúc khuỷu, nó rất là à, phức tạp và đôi khi nó xuống rất là sâu vì thế cho nên thú dữ thường hay canh à, rình Trung à, à, quanh đó và nếu mà người chăn chiên hướng dẫn đàn chiên của mình đi qua cái thung lũng đó mà nếu mà không cẩn thận thì à, à, sói hay là rắn độc hay là những cái thú dữ khác sẽ tấn công và uh, tiêu diệt những con chiên trong đàn chiên đó. Vì thế cái hình ảnh ở đây là đấng hướng dẫn chúng ta và uh, vua David thì nói rằng uh, khi mà đi qua thung lũng mong chết uh, không sợ tai họa gì hết vì Chúa ở cùng tôi và các cây trưởng và cây gậy thì an ủi ông. Uh, những người chăn chiên lúc bấy giờ thì họ dùng hai cái cây hai bên một cái cây là cái trưởng cây trưởng là là rod cây trưởng thì nó dài khoảng chừng 4 feet À, nó nó cái đầu của nó rất là nặng và cái người chăn chiên họ dùng cái cây trưởng đó để họ à, giết chết những con rắn độc bò ra ngoài hay là họ dùng cái cái cây trưởng đó để mà à, tấn công lại thú dữ Thí dụ như sói đến à, muốn bắt chiên thì dùng cái cây đó để để đánh lại với với thú dữ à, còn cái cây gậy là một cái cây mỏng hơn mà cao hơn nó có cái đầu nó móc như cái cái dù vậy đó và những người chăn chiên lúc bây giờ họ dùng cái cây gậy đó, đó à, để mà họ kéo mấy con chiên lại, hay là họ hướng dẫn mấy con chiên đi về cùng một cái hướng. Và nếu mà có những con chiên nó rớt xuống một cái hốc đá nào đó, đó thì cái cây gậy sẽ được dùng để à, đẩy xuống và móc cổ đó để kéo nó trở lên. Đây là hình ảnh của sự chăm sóc, hình ảnh của à, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khó khăn của chúng ta, dù trong hoàn cảnh ngày hôm nay cũng vậy. À, cái hình ảnh của cây trượng hay là cái rod là hình ảnh của sức mạnh và sự bảo vệ, còn cái hình ảnh của cái gậy là hình ảnh của sự hướng dẫn và cái uh, uh, sự chăm sóc hay là tình yêu thương và cái hình ảnh của cái trượng và cái gậy như vua David nói ở đây là an ủi chúng ta, à, cái trượng và cái gậy an ủi bởi vì đó là sức mạnh, đó là sự bảo vệ, đó là sự hướng dẫn và là sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta bởi vì vậy cho nên tác giả đây nói rằng tôi sẽ không sợ tai họa gì. Và cái chữ chìa khóa đây là vì Ngài ở cùng tôi. Nếu Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta thì chúng ta không sợ tai họa gì cả. Và ngày hôm nay chúng ta biết Đức Chúa Trời không có tuyên bố là Ngài bỏ chúng ta bao giờ cả mà Ngài nói rằng Ngài sẽ ở cùng với chúng ta luôn cho đến tận thế. Trong hoàn cảnh khó khăn này, quý vị và tôi chúng ta phải nắm chặt vào Chúa như là một cái đấng À, chăm chăm sóc chúng ta mà cũng là đấng hướng dẫn chúng ta nữa để chúng ta đi qua cái cái sự thử thách trong những ngày sắp đến nhiều khi chúng ta thấy những sự thử thách chúng ta ngã lòng rồi chúng ta nghĩ rằng có lẽ là tận thế đến rồi kính thưa quý vị à, không hẳn là như vậy đâu à, vài tuần nữa có thể là một thời gian ngắn nữa những sự việc thử thách như bây giờ nó sẽ trôi qua chúng ta không cần phải lo sợ đến độ mà chúng ta bị tê liệt có một tác giả viết rất là hay ông nói rằng Chúa dạy chúng ta hãy lo liệu trong đời sống của mình nhưng cơ đừng lo sợ đến độ mà chúng ta mất đức tin hay là chúng ta đi đến sự tê liệt tôi nhớ lại trong hình ảnh của Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc và là đấng hướng dẫn chúng ta một sư bác sĩ Lê Ngọc Vinh trong năm 1975 khi mà miền nam bị mất và ông và một số các người lãnh đạo của hội thánh cũng như là quân đội phải đi tù thì ông nhớ rằng ông kể lại hình ảnh họ rất là lo sợ vì họ không biết tương lai của họ sẽ ra thế nào và mục sư lê ngọc vinh thì cũng vậy nhưng mà ông bám chặt vào trong lời của chúa ông bám chặt vào trong lời hứa của chúa rằng ngài sẽ chăm sóc bảo an cho cho tất cả con cái của ngài cho nên từ cái ý nghĩa đó mà ông đã được cái sự cảm thúc viết lên bài hát nắm chặt lời hứa là một trong những bài hát có lẽ là chúng ta đã quen thuộc nhưng trong lời bài hát đó thì tác giả một sư bác sĩ lê ngọc vinh đã dùng cái bài hát đó để khích lệ cho chính ông và khích lệ cho rất là nhiều người trong những năm dài mà ông phải ở tù như vậy và tôi chỉ đọc một vài lời để quý vị được sự nhắc nhở để rằng chúng ta biết rằng đức chúa trời là đấng chăm sóc và là đấng hướng dẫn chúng ta À, lời của bài hát nói sao còn lo sợ khi Giêsu vẫn y nguyên sao còn nghi ngờ lời hứa Chúa không hề quên sao còn hoang mang khi ngài giữ gìn lo toan cớ sao thở than khi ngài bảo an và tác giả nói với chúng ta hãy luôn vui mừng trao mọi lo lắng cho ngài giữ niềm hy vọng nhờ Chúa trong cả đời nay nắm chặt lời hứa bền vững chiếu sáng đức tin và Chúa luôn gần bên Đáp lời cầu xin Đó là cái um, sự nhắc nhở Về Chúa là Đấng hướng dẫn chúng ta Điều thứ ba mà chúng ta học hỏi được trong đoạn kinh thánh này Đó là Chúa là Đấng cung cấp Cho chúng ta à, Khi chúng ta nghe cái chữ cung cấp thì chúng ta biết Đến cái chữ nhu cầu à, Cho nên uh, quý vị cùng tôi đọc trong câu số 5 Và câu số 6 Ngài bày tiệc đãi tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi Ngài sức dầu trên đầu tôi Và chén tôi đầy tràn Cái hình ảnh ở đây là đức Chúa trời bày tiệc cho chúng ta trong trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta. Nếu mà quý vị và tôi xem hình ảnh của sự thử thách trong ngày hôm nay, à, con siêu vi khuẩn corona virus là kẻ thù nghịch của chúng ta, hay là à, loài người hỗn loạn và lo sợ à, là kẻ thù nghịch của chúng ta, hay là tình trạng đó là, là thù nghịch của chúng ta, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa trời đang bày tiệc, dọn bàn cho chúng ta ăn uống, thông công với Ngài. À, đối với Đức Chúa Trời à, Những con siêu vi khuẩn đó hay là tình trạng hỗn loạn chung quanh Không có gì là đáng lo sợ cả Bởi vì xét cho cùng nếu mà Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta Thì chúng ta không sợ tai họa gì Ở hình ảnh của đây Đức Chúa Trời bày tiệc dọn bàn cho chúng ta Tức là mời chúng ta ăn với Ngài Sức dầu trên đầu chúng ta Và cái chén của chúng ta Cái chén đó tượng trưng cho hình ảnh của à, Nhu cầu thực thể Cũng như thuộc linh À, khi mà Đức Chúa Trời sức giàu cho chúng ta có nghĩa là ngài chúc phước tới đời sống của chúng ta và cái chén của chúng ta thì đầy tràn. Đây là hình ảnh của một Đức Chúa Trời là đấng cung cấp những nhu cầu của đời sống của chúng ta. À, chúng ta phân biệt được cái chỉ nhu cầu và những điều chúng ta mong muốn hay là ham muốn. Có những uh, tác giả cơ đốc uh, ngày gần đây thì viết những bài viết khích lệ chúng ta hãy vững lòng vững bàn trong hoàn cảnh hiện tại và họ nói rằng trong hoàn cảnh hiện tại tại nước mỹ này khi đa số chúng ta không có thể đi uh, co không có thể đi xem thể thao không có thể đi uh, đi sinh hoạt ở những cái nơi đám đông, đông không thể đi nghe nhạc không thể làm rất là nhiều điều như vậy thì chúng ta học được cái bài học chúng ta phân biệt được nhu cầu thiết yếu là cái gì và những cái điều mà chúng ta ham muốn hay là cái chữ là need và cái chữ là want nhiều khi chúng ta không phân biệt được Giữa cái chúng ta cần Kính thưa quý vị, khi chúng ta cần phải vượt qua Cái nghịch cảnh này, thật ra Đối với người Việt chúng ta, nhu cầu của chúng ta rất là đơn giản Và Chúa là đã cung cấp những nhu cầu đó Chúng ta chỉ cần có Một vài bao gạo ở nhà Một vài chai nước mắm à, Nấu nước, uống à, à, Nếu cần Và chúng ta có thể sinh hoạt như vậy Chúng ta không cần phải hỗn à, Hoảng hốt, rồi đi ra ngoài Lo sợ, buồn phiền Sợ hãi, đủ mọi thứ hết Chúng ta không cần phải làm như vậy Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng cung cấp trong đời sống của chúng ta Và chúng ta phải tin cậy Đức Chúa Trời cung cấp tất cả những điều đó Cho nên trong bài học ngày hôm nay chúng ta học được là điều gì? Là Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ chúng ta Chăn giữ Ngài là người chăn chiên Người chăn chiên hiền lành Ngài bảo vệ chúng ta Ngài cung cấp những nhu cầu của đời sống chúng ta Và Ngài phục hồi chúng ta lại Và Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn quý vị và tôi qua khỏi cái hoàn cảnh uh, thung lũng bóng chết hiện giờ nữa và ngài sẽ cung cấp những nhu cầu của đời sống của chúng ta chúng ta không cần phải sợ hãi gì hết điều này nhắc nhở cho tôi biết nếu quý vị và tôi học được bài học này thì chúng ta sẽ lặp lại câu số 1 và chúng ta sẽ kết luận với câu số 6 câu số 1 nó rằng chúa là đấng chăn giữ tôi tôi sẽ không thiếu thốn gì cả và câu số 6 tác giả kết luận thật vậy trọn đời tôi phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi tôi sẽ ở trong nhà Chúa đến muôn đời à, tôi nhớ lại Chúa Giêsu viết Chúa Giêsu có dạy một bài học trong Luca đoạn 12 khi bác sĩ Luca đã ghi lại lời dạy dỗ của Chúa Giêsu Luca đoạn 12 câu số 29 cho đến câu số 31 và Chúa Giêsu nhắc nhở cho quý vị và tôi ngày hôm nay đừng chạy theo miếng ăn thức uống cũng đừng lo âu vì tất cả các dân trên thế giới đều đeo đuổi những thứ ấy. Nhưng cha các con biết các con cần những điều ấy rồi. Trái lại, hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời thì những điều ấy cũng sẽ được ban thêm cho các con. Matthew đoạn 6 câu 33 cũng lặp lại câu đó. Nói rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Thì cha của các con sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. Chúng ta đừng có lo lắng nhiều quá và đừng có buồn phiền Cũng đừng có sợ hãi Bởi vì Chúa là đấng ở cùng với chúng ta um, Sư đồ Paulo viết thư cho Hội Thánh Philip Và ông kết luận bức thư Trong Philip đoạn 4, câu 6 và câu 7 Ông nói như thế này um, Ông khích lệ họ Ông nói rằng đừng lo lắng gì cả Nhưng trong mọi việc Hãy cầu nguyện Nài xin và cảm tạ Mà trình các nhu cầu của mình Cho Đức Chúa Trời Sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an vượt trên mọi hiểu biết sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí của anh chị em trong chúa cứu thế Giêsu Đây cũng là lời chúc của à, các vị mục sư của hội thánh chúng ta đối với tất cả quý vị. Dù chúng ta không gặp nhau mặt đối mặt trong một thời gian sắp đến, nhưng chúng ta gặp nhau qua à, thánh linh của Chúa. Chúng ta có mối quan hệ mật thiết trong đại gia đình của Chúa và chúng ta dùng lời Chúa để khích lệ lẫn nhau. À, chúng ta vững vàng trong đức tin bởi vì cái hoàn cảnh hiện tại rồi cũng sẽ trôi qua và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự bình an không phải là sự bình an của loài người loài người không thể ban cho quý vị sự bình an lâu dài được mà là sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an vượt trên mọi hiểu biết sẽ bảo vệ tâm lòng và tâm trí của quý vị và tôi trong những ngày sắp đến trong Chúa của Thế Giêsu xin cảm ơn quý vị và chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện <laughs> lạy Chúa Giấu của chúng con Chúng con hạ mình xuống trước mặt Chúa và chúng con biết rằng chúng con chỉ là những con chiên à, trước mặt Chúa, là người chăn chiên hiền lành của chúng con, người chăn chiên hiền lành vì chiên mình sẵn sàng phó sự sống mình. Nhưng hơn thế nữa, Đức Chúa Trời của chúng con là đấng chăn chiên vĩ đại, Ngài là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ này, Ngài là đấng đang tể trị vũ trụ này và đối với Ngài không có điều gì là không thể giải quyết được. Chúng con cầu xin sự bảo vệ của Chúa trong những ngày sắp đến cho dân sự của Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng con đi qua trũng bóng chết của sự thử thách ngày hôm nay để chúng con nhìn lại và chúng con sẽ có cớ lớn để cảm tạ sự bảo vệ và chăm sóc của Ngài. Chúa giúp cho các nhà cầm quyền, Chúa, giúp cho các vị bác sĩ, những người khoa học gia để họ tìm được giải pháp cho cơn cho siêu vi khuẩn coronavirus mà chúng con đang phải đương đầu. Chúa giúp cho dân sự của Ngài có sự bình an trong Chúa, vững vàng trong đức tin, không sợ hãi đến độ tê liệt, không sợ hãi đến độ hoảng hốt và mất đức tin và trong sự chăm sóc của Ngài. Chúng con một lần nữa dân toàn thể dân sự của Chúa và hội thánh của Chúa tại đây cho Ngài để Ngài chăm sóc và Ngài sẽ hướng dẫn và Ngài sẽ cung cấp cho chúng con trong những ngày sắp đến. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen xin chào quý vị và xin mời quý vị trở lại thờ phượng chúa trong những ngày sắp đến à, trong bất cứ phương tiện nào mà chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị chúa ban phước cho quý vị và giữ gìn quý vị bình an trong tuần lễ này xin kính chào quý vị